Yên Phương, Việt TV xin kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, ngày 9 tháng 4 năm 2021. Chúng tôi đang có mặt tại thủ đô Hoa Thành Đốn để gửi đến quý vị một vài hình ảnh trong mùa hoa anh đào năm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh do chúng tôi ghi nhận sau đây. Hoa anh đào tại thủ đô Hoa Thành Đốn vốn là tận vật. Vào năm 1912 của thị trưởng Tokyo là Yukio Ozaki trao tặng cho Hoa Thành Đốn là 3.000 cây anh đào Nhật Bản. Món quà này nhằm bồi đắp tình thân hữu giữa hai quốc gia, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Lễ hội Hoa Anh Đào năm nay đã không được diễn ra do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, do nhiều người đã được chích ngừa và tình hình dịch bệnh cũng khá ổn định, nên năm nay cũng có khá đông người đến để cùng nhau ngắm và lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm, chị Phạm Trang chia sẻ. Mỗi năm thì hoa anh đào nở thì gia đình thường hay thích đi đến đây chụp hình. Hoa nở rất là đẹp cho nên là gia đình cũng thích quang cảnh này để chụp hình kỷ niệm cho gia đình. Mỗi cái dịp mà tới DC thì có mang đến cái cảm giác khác nhau cho chị hay không? DC thì cảm ơn Đấng Tạo Hóa ban cho 4 mùa khác nhau. Thì mỗi mùa mình đều có những cái cả quang cảnh đẹp. Và mình đến đây mình cảm thấy mỗi cảnh rất là đẹp, rất khác nhau. Cho nên là mình cảm ơn Đấng Tạo Hóa đã ban cho DC 4 mùa để mà mình có thể tận hưởng. Con tên là Thảo Nhi, con 16 tuổi. Vậy thì hôm nay là con đi ngắm hoa với mẹ, ba và các em thì con có thích không? Yeah, we came here to look at the cherry blossom and it's really pretty. Chị Yến thì không biết là khi cùng đồng hành với gia đình chị Thảo Trang để cùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp của DC vào mùa xuân như vậy thì chị cảm thấy cảm giác của chị như thế nào khi mỗi dịp chị đến DC vào mùa xuân ạ? Dạ, đúng ra thì mình ở đây cũng đã lâu rồi nhưng mà chưa có dịp để mà đi chiêm ngưỡng hoa anh đào và cái cảnh đẹp rất là yên bình của họ, của hoa anh đào. Có một cái điều mà đáng tiếc á, là hôm nay trời không có đẹp như là mình dự định, phải không? Nhưng mà không có thành vấn đề trời đẹp hay trời xấu, nhưng mà cái hoa anh đào nó đã tỏa ra một cái sắc đẹp của nó rồi. Mình không cần trời mưa, trời tuyết, trời gì, nhưng mà hoa anh đào vẫn đẹp giống như những cô gái đang ở đây. Tại vì chị thấy hoa anh đào đẹp quá. Và đúng là một cái ngày, hôm nay là cái ngày trời nó hơi buồn nhưng mà mình gọi là cheer day, nó là cái ngày vui vui sướng, cheer day to cherry blossom. Một cây anh đào nở rộ đã đẹp và càng rực rỡ hơn khi cả sừng hoa nở cùng một lúc thì đẹp vô cùng. Đó là lý do mà hàng năm biết bao nhiêu nhiếp ảnh gia hội tụ về đây để cùng nhau ghi lại khoảnh khắc những sặng đào nở rộ. Và biết bao cặp đôi chọn nơi đây làm nơi ghi lại những khoảnh khắc đẹp cho những tấm hình cưới. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh trong mùa hoa anh đào năm 2021. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Yên Phương tường trình từ thủ đô Hoa Thành Đốn.